Texan phát hiện 140 công nhân tại hai nhà máy may mắc COVID-19. Trong thời gian ngắn, qua việc khám sàng lọc, Texan lực lượng chức năng đã phát hiện 221 ca mắc COVID-19, trong đó có 157 ca cộng đồng. Sáng ngày 23 tháng 1, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Nghệ An cho biết trong 12 giờ qua, từ 18 giờ ngày 22 tháng 1 đến 6 giờ ngày 23 tháng 1, tỉnh Nghệ An ghi nhận 221 ca mắc COVID-19 mới tại 14 địa phương: Thanh Chương 94, Nghi Lộc 28, thành phố Vinh 24, Diễn Châu 23, Quỳnh Lưu 24, Yên Thành 8, Tương Dương 7, Đô Lương 3, thị xã Hoàng Mai 3, Con Cuông 2, Nghĩa Đàn 2, Quỳ Châu 1, Tân Kỳ 1, thị xã Thái Hòa 1. Trong đó có 157 ca cộng đồng tại 10 địa phương: Thanh Chương 93, Quỳnh Lưu 21, Diễn Châu 19, thành phố Vinh 14, Yên Thành 3, Đô Lương 3, Nghi Lộc 1, Nghĩa Đàn 1, thị xã Hoàng Mai 1, Tương Dương 1. 64 ca đã được cách ly từ trước, 36 ca là F1, 21 ca từ ngoài tỉnh có dịch về, 6 ca trong khu cách ly, 1 ca nhập cảnh từ Lào về. Theo cơ quan chức năng, trong 221 ca mắc COVID-19 mới, ghi nhận 40 ca có triệu chứng, 181 ca không có triệu chứng. Được biết, trong ca cộng đồng có 140 trường hợp là công nhân của hai nhà máy may đóng trên địa bàn huyện Diễn Châu, huyện Thanh Chương, Nghệ An. Những trường hợp mắc COVID-19 này được phát hiện qua việc test nhanh, lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc. Như vậy, tính từ đầu mùa dịch đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã ghi nhận 11.850 ca mắc COVID-19 ở 21 địa phương. Thành phố Vinh 1.699, Quỳnh Lưu 1.218, Nghi Lộc 854, thị xã Hoàng Mai 711, Diễn Châu 711, Yên Thành 683, Quế Phong 623, Quỳ Châu 558, Đô Lương 527, Thanh Chương 585, Nam Đàn 468, Quỳ Hợp 451, Tân Kỳ 433, Kỳ Sơn 418, Con Cuông 399, Nghĩa Đàn 386, Hưng Nguyên 380, thị xã Cửa Lò 229, Tương Dương 218, thị xã Thái Hòa 161, Anh Sơn 138. Lũy tích số bệnh nhân điều trị đã khỏi bệnh, ra viện 9.601 người, số bệnh nhân tử vong 39 người, bệnh nhân hiện đang điều trị 2.210 người. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.